Xin chào, mình là Ben đây, Akatsuki, tổ chức giải cứu và bảo vệ vĩ thú với sứ mệnh trả những sinh vật quý hiếm về lại nơi được sinh ra. Hầu hết những thành viên trong Akatsuki đều là những gương mặt vàng trong làng săn bắt, khi mà tổng cộng đã có tới 7 trên 9 vĩ thú được các thành viên Akatsuki giải thoát và bảo vệ. Đùa một chút thôi, nhưng chắc hẳn là ai xem Naruto cũng biết rằng tổ chức này mạnh mẽ và đáng sợ như thế nào rồi đúng không? Ngoài Rofai toàn là những tội phạm cấp S và thuộc team những người mạnh nhất trong làng của mình, thì họ còn là những người cực kỳ đáng sợ, sở hữu sức mạnh đủ để quét sạch cả một quốc gia, hay có thể hù biến một ngôi làng ninja cực mạnh như Konoha trở thành bình địa chỉ sau một câu độc lệnh. Nhưng trong video ngày hôm nay, chúng ta không nói về sức mạnh hay độ hủy diệt hay tội ác của Akatsuki, mà chúng ta sẽ tìm hiểu xem sở thích của các thành viên trong Akatsuki là gì. Mình tin chắc là nhiều bạn khi xem Naruto mà không để ý thì sẽ khó mà biết được các sở thích của các thành viên trong Akatsuki. Chính vì thế trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những con người từng nguy hiểm nhất thế giới trong Naruto có những sở thích như thế nào nhé. Và liệu có thành viên nào có một sở thích độc lạ nào không? Hay họ cũng giống như người bình thường với sở thích bình thường? Nagato, Pain. Nagato, hay còn được biết đến với cái tên Pain hay lục đạo Pain, là người đứng đầu điều hành tổ chức Akatsuki và được coi là thủ lĩnh của tổ chức bảo vệ động vật vĩ thú. Trước khi trở thành Pain thì Nagato là một cô bé mồ côi cha mẹ bị sát hại bởi các ninja đến từ làng lá trong cuộc đại chiến ninja lần thứ hai. Sau này khi quen biết và kết thân được với Konan và Yahiko thì họ đã được một sanin là Jiraiya nhận làm học trò. Nagato từ nhỏ đã được cụ ma bí mật cấy ghép cặp mắt Rinnegan vào cơ thể vì cậu là hậu duệ của gia tộc Uzumaki. Nhờ vậy mà sau này, Nagato sở hữu một thứ sức mạnh kinh người và gây nên biết bao nỗi khiếp sợ với thế giới nhẫn giả, đặc biệt là làng lá. Mặc dù là thủ lĩnh điều hành một tổ chức khủng bố như thế, nhưng Nagato lại là một người cực kỳ khao khát sự hòa bình. Chính vì thế mà anh đã bị Obito giả danh Madara lợi dụng trở thành quân cờ trong kế hoạch Nguyệt Nhãn. Khi còn là học trò của Jiraiya thì Nagato cũng như bao người bình thường khác, anh cũng có những sở thích của riêng mình, có cả ước mơ. Nagato được biết đến là một người rất thích luyện tập nhẫn thuật và lý do là anh muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ hai người bạn của mình là Konan và Yahiko, vì anh coi ước mơ của bản thân Yahiko cũng chính là ước mơ của mình. Ngoài ra thì Nagato cũng thích nhìn thấy cảnh Yahiko và Konan cười đùa với nhau, vì với anh, nhìn thấy họ hạnh phúc thì Nagato cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Món ăn ưa thích của Nagato là cá nướng và món hầm đặc biệt, vì cá nướng là món ăn yêu thích nhất của anh. Cho nên, trong quá trình nuôi dạy ba người học trò thì Jiraiya rất hay làm món này. Sau này khi Yahiko bị ép phải tự sát, Nagato nhận ra lời nói của Obito là đúng, thì anh đã trở thành Pain và bắt đầu cải tổ lại Akatsuki theo lệnh của Obito và thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn. Từ đó thì có vẻ như là Nagato không còn bất kỳ sở thích nào nữa, và có vẻ như anh cũng không còn mỉm cười từ sau cái chết của Yahiko cho đến khi anh gặp được Nano và bị thông não chi thuật đánh bại. Itachi. Itachi, anh trai của Boy lạnh lùng Sasuke, là người mà Sak luôn ngưỡng mộ và muốn vượt qua khi còn bé. Anh cũng là một trong những thành viên trẻ tuổi nhất và cũng thuộc hàng mạnh nhất tổ chức Akatsuki, nổi tiếng là một trong những thiên tài xuất chúng bậc nhất của làng lá, với vô số những thành tựu đáng nể như đạt điểm cao thứ hai trong lịch sử các kỳ thi Chunin trong bài thi viết và một mình vượt qua kỳ thi Chunin mà không cần đồng đội, còn vô số những thành tích đáng nể khác mà nếu liệt kê thì video này sẽ vô cùng dài, nên mình sẽ dừng ở đây. Giống với Nagato, trước kia Itachi cũng có sở thích riêng của một con người bình thường, và thậm chí là một số sở thích đó của Itachi cho đến khi gia nhập vào Akatsuki thì anh vẫn còn. Sở thích đầu tiên của Itachi chính là anh rất thích mày mò khám phá mọi thứ, nhất là lịch sử, và đặc biệt là lịch sử gia tộc Uchiha. Anh cũng rất thích đứng từ xa, nhìn mọi thứ diễn ra một cách bao quát. Vì với Itachi thì khi làm như vậy, anh có thể quan sát được mọi khía cạnh của sự việc, nhờ vậy mà anh có được góc nhìn đa chiều về sự việc đó. Itachi cũng rất thích luyện tập Shuriken hay nhẫn thuật với Shisui và Sasuke. Mặc dù anh dành thời gian với Shisui nhiều hơn là em trai của mình, Itachi cũng rất thích làm những nhiệm vụ mà hai anh em họ tự đặt ra để luyện tập, ví dụ như nhiệm vụ thu thập các dấu chân mèo. Khi Sasuke còn nhỏ thì Itachi cũng rất thích chăm sóc và chơi cùng em trai mình. Sau này khi lớn lên và gia nhập vào lực lượng Enbu, Itachi không còn nhiều thời gian cho Sak nữa. Và mỗi lần thất hứa thì Itachi hay chọc vào trán em mình để xin lỗi, và có vẻ như là Itachi cũng rất thích hay làm vậy để thể hiện tình cảm. Về phần ăn uống thì Itachi rất thích ăn bắp cải, cơm nắm rong biển, bít tết, và đặc biệt là rất thích ăn dango, một món ăn ngọt. Khi cùng với Kisame trở về làng lá thì Itachi cũng đã ghé qua một quán ăn truyền thống để ăn dango và uống trà. Vì Itachi cũng rất thích thưởng thức trà truyền thống khi ăn dango,
Một sở thích khá là tào nhã đúng không, so với tính cách có phần hơi trầm ngâm của Itachi. Deidara, ông trùm khủng bố, dân chơi chất nổ hay kẻ đánh bom liều chết là những biệt danh mà mình đặt cho thanh niên trẻ trâu thứ gì Akatsuki này. Deidara là thành viên trẻ tuổi nhất của tổ chức Akatsuki, chính vì thế mà anh cũng trông khá là trẻ trâu. Mặc dù đồng đội của Deidara là Sasori thường nói anh là kẻ lắm mồm, thế nhưng có vẻ như sở thích của Deidara là cà khịa Sasori, vì vậy mà anh thường hay khiến cho Sasori phải tức giận. Mặc dù thích cà khịa, nhưng Deidara vẫn tôn trọng Sasori vì cả hai đều là những kẻ tôn sùng nghệ thuật, và Deidara tôn trọng trường phái nghệ thuật của Sasori, dù điều đó đi ngược lại với trường phái của anh. Là một dân chơi chất nổ thứ thiệt, chính vì thế mà sở thích của Deidara cũng chính là thử nghiệm các vụ nổ và nghiên cứu phát triển các loại bom. Deidara cũng dành tình yêu lớn cho nghệ thuật đánh bom của mình, khi anh nói đỉnh cao nghệ thuật phải là những khoảnh khắc và những tác phẩm của anh là những vụ nổ. Ngoài sở thích cà khịa Sasori và đánh bom ra, thì có lẽ là Deidara không còn một sở thích nào khác. Những món ăn yêu thích của Deidara là cơm trộn, cơm thập cẩm. Ngoài ra, có vẻ như anh cũng thích ăn trứng luộc. Sasori là đồng đội của Deidara, và cũng như mình đã nhắc ở trên, Sasori cũng dành một tình yêu nồng cháy cho nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật rối của anh. Tình yêu đó lớn tới mức mà Sasori đã tự biến bản thân mình thành con rối để có thể trở nên bất tử và không còn bị tổn thương về mặt thể xác. Vì là một nghệ nhân làm rối và điều khiển rối, nên sở thích của Sasori cũng chính là những việc liên quan tới rối. Còn khi là một cậu bé mồ côi cha mẹ trong đại chiến ninja lần thứ hai, thì Sasori được bà của mình là Chiyo chỉ cho cách điều khiển rối, và từ đó anh đã dành tình yêu cho môn nghệ thuật này. Vì vậy anh rất thích chế tác những con rối cho riêng mình. Sau này với những suy nghĩ lệch lạc thì Sasori không còn thích chế tác có con rối bình thường nữa, mà anh muốn biến cơ thể của người sống trở thành rối. Nhờ vậy mà anh đã trở thành thành viên của Akatsuki. Sasori rất thích chăm sóc và tu sửa những con rối trong bộ sưu tập của mình, vì với anh, nghệ thuật rối là tất cả. Ngoài ra, anh cũng rất thích những thứ có liên quan đến nghệ thuật này, và cũng vì vậy mà anh chấp nhận gia nhập vào Akatsuki, vì cảm thấy những thực giấy của Conan là một thứ nghệ thuật. Mặc dù vậy, anh lại không mấy tôn trọng trường phái nghệ thuật của Deidara vì đã đi ngược lại với anh, khi anh luôn cho rằng nghệ thuật là những thứ phải tồn tại vĩnh cửu. Conan là một trong ba học trò của Jiraiya trong tổ chức Akatsuki, và cũng là người bạn thân thiết của Nagato, đặc biệt là crush của Yahiko, người đã hy sinh tính mạng để cứu cô. Conan cũng là một trong những thành viên mạnh nhất của tổ chức Akatsuki, khi có thể một mình đánh bại được Sasori và Obito trong cuộc đấu 1-1. Nhưng đáng tiếc là Conan phải bỏ mạng vì Obito có Izanagi. Conan từ khi còn nhỏ, cô đã có một sở thích đặc biệt dành cho nghệ thuật xếp giấy origami, và cô thường xếp những bông hoa từ những tờ giấy ăn. Khi lớn lên thì những thuật mà Conan sử dụng cũng có liên quan đến giấy, khi mà cô sử dụng bùa nổ làm những thuật chính của mình. Món ăn ưa thích của Conan cũng giống với Nagato, đó là món cá nướng lửa chùa được làm bởi Jiraiya. Hidan, pháp sư đồng lào với khả năng bất tử thượng thừa, và là một trong những nhân vật mà mình khá là ưa thích trong bộ truyện Naruto, vì khả năng độc lạ của Hidan cũng như là độ hài hước của anh. Hidan từng xuất thần từ làng nước và là một con chiên trung thành, sùng bái tôn giáo có tên là đạo Jashin. Tôn giáo này thờ một vị thần tên Jashin và xem việc giết chóc làm thú vui. Vì là người cực kỳ sùng bái đạo Jashin, khi mà nhờ những nghi lễ của tôn giáo này mà hắn có thể bất tử. Chính vì vậy mà sở thích của Hidan cũng là khiến cho người khác cảm thấy đau đớn, rồi sau đó giết chết họ. Asuma chính là một trong những nạn nhân xấu số của Hidan, là đồng đội của Kakuzu, và được Kisame gọi với biệt danh là bộ đội zombie. Hidan rất thích cà khịa Kakuzu, vì mỗi khi làm như vậy, Hidan cảm thấy rất vui. Kakuzu thì dù muốn cũng không thể giết chết pháp sư đồng lào này, khi mà hắn có khả năng bất tử trước mọi vết thương, kể cả có bị chặt đầu. Chính vì thế mà Hidan được xếp đi chung với Kakuzu, vì Kakuzu thì có sở thích là giết đồng đội. Ngoài việc cà khịa Kakuzu, thì Hidan cũng rất thích các hoạt động có liên quan đến tôn giáo của hắn. Món ăn yêu thích của Hidan là bất kỳ loại rau nào và những món ăn của đạo Jashin. Kakuzu, như mình vừa mới nhắc ở trên, Kakuzu là đồng đội của Hidan trong Akatsuki. Và cụ này thì đã sống từ thời của Madara và Hashirama. Trong quá khứ thì Kakuzu cũng từng được giao nhiệm vụ ám sát Hokage đệ nhất, nhưng thất bại. Sau đó thì cụ phản bội làng thác nước và trở thành ninja lưu vong. Kakuzu là một người vô cùng ác độc, khi sở thích của ông là moi tim người khác để kéo dài sự sống, cũng như là đánh cắp chakra của người đó, đặc biệt là những người đồng đội của ông. Và điều này được nhắc đến khá nhiều trong Naruto. Kakuzu được biết là đã moi tim ít nhất 4 người đồng đội của mình trong tổ chức Akatsuki, trước khi ông phải bắt cặp chung với Hidan và tắt điện trước pháp sư đồng lào.
Hidan cũng có một sở thích rất tri thức khi mà ông thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách cũ và hiếm. Nó khá đúng với tính cách của ông khi mà ông có vẻ rất nghiêm nghị và ít khi đùa. Ngoài ra thì Kikazu còn là một người cực kỳ mê tiền và ông cực kỳ thích săn tiền thưởng bằng cách bán những cái xác của các shinobi hay những nhân vật nổi tiếng với cái giá cao cho chợ đen. Món ăn ưa thích của ông là sashimi gan và gan cá. Kisame là một người đồng đội cực kỳ thân thiết của Itachi. Kisame còn được biết đến rộng rãi trong thế giới nhẫn giả khi là người sở hữu thanh kiếm Samehada, một trong 7 thành đại bảo kiếm của làng sương mù. Kisame là một trong những thành viên mạnh nhất của Akatsuki khi một mình anh có thể hạ được một Jinchuriki mà không gặp quá khó khăn. Ngoài ra, anh còn có thể hành cho Killer Bee ra bả, dù cho Rapper vận đơn đã hóa thành vĩ thú hoàn toàn. Vì có một lượng chakra khổng lồ nên Kisame còn được mệnh danh là vĩ thú không đuôi. Kisame có vẻ như có sở thích hành hạ người khác khi mà anh đã đề nghị cắt chân của Naruto để cho Nano không thể chạy được nếu như Nano bị bắt. Anh cũng rất thích dành thời gian chăm sóc cho Samehada của mình. Ngoài ra, Kisame cũng thích trò chuyện với Itachi khi cả hai cùng làm nhiệm vụ. Vì anh rất quan tâm tới người đồng đội của mình trong Akatsuki, thì sau Nagato và Konan, thì Kisame và Itachi là cặp đồng đội thân thiết nhất khi mà họ đã chia sẻ rất nhiều điều về suy nghĩ cũng như cuộc sống cho nhau. Các món ăn mà Kisame yêu thích cũng là các loại hải sản như tôm cua. Và đặc biệt là Kisame thích nhất chính là món ăn của các vị đại gia, súp vị cá mập. Orochimaru. Mặc dù không còn là thành viên của Akatsuki nữa, nhưng mình vẫn cho Orochimaru vào danh sách này. Vì dù gì, vị Sanin này cũng có công lớn khi chiêu mộ về cho Akatsuki, pháp sư đồng lào Hidan. Orochimaru có sở thích đó là nghiên cứu các nhẫn thuật, đặc biệt là cấm thuật. Vì ông có một niềm đam mê lớn với những nhẫn thuật trong thế giới Shinobi, ông cũng rất thích làm các thí nghiệm để tạo ra nhẫn thuật hay các phương pháp để tái tạo lại các huyết kế giới hạn trên cơ thể người khác, ví dụ như mộc độn của Hashirama. Hoa hậu làng lá còn có ước mơ là một ngày nào đó ông có thể học được tất cả các nhẫn thuật trên thế giới. Chính vì thế mà ông thực sự ám ảnh về sự bất tử, bởi chỉ có bất tử thì ông mới có đủ thời gian học tất cả các nhẫn thuật. Thức ăn ưa thích của Orochimaru là trứng và các món ăn được làm từ bất cứ thứ gì lạnh là một sở thích khá là dị đúng không nào? Tobi là người đứng gần kế sau, giật dây tổ chức Akatsuki. Obito lấy nghệ danh là Tobi khi trở thành thành viên của Akatsuki và được bắt cặp với Deidara sau khi Sasori tử trận. Tobi là một con người khá là hài hước khi mà anh luôn đùa giỡn với mọi vấn đề, cả khi làm nhiệm vụ cùng với Deidara. Tobi khá là lắm mồm khi mà đi bên cạnh Deidara và vì vậy mà trùm khủng bố thường nói là Tobi không xứng đáng là thành viên của Akatsuki khi anh nói quá nhiều. Tobi thì thích cà khịa Deidara khi mà ngay cả chiến đấu hay ngày thường thì Tobi cũng có thể cà khịa trùm khủng bố. Đặc biệt là sau khi Deidara chiến đấu với Kakashi và mất đi cánh tay còn lại, Deidara đã bị Tobi cà khịa tới mức anh dùng chân kẹp cổ Tobi. Ngoài ra khi còn ở làng lá với thân phận là Obito thì anh rất thích được gần gũi với Rin, crush của anh. Anh cũng rất thích giúp đỡ những người lớn tuổi trên đường khi Obito giúp họ mang vác những đồ vật nặng. Zetsu. Ở đây, người mà mình muốn nói đến là Zetsu trắng, vì Zetsu đen có vẻ chẳng có một sở thích nào cả. Zetsu trắng là một nhân vật khá là hài hước và Obito đã lấy tính cách của Zetsu trắng làm tính cách của Tobi. Zetsu trắng được biết là có sở thích muốn biết những cảm giác của con người ra sao, đặc biệt là cảm giác đi ị. Vì trong đoạn hồi ức của Obito lần đầu xuất hiện ở đại chiến ninja lần thứ tư, hắn cũng hay hỏi mọi người cảm giác đi ị là như thế nào. Đúng là một sở thích khá là biến thái và dị hợm đúng không? Thức ăn ưa thích của Zetsu trắng là những thứ gì đó dai, trong khi món ăn ưa thích của hắn là khoai mỡ và thạch. Và đó là sở thích của các thành viên Akatsuki. Bạn thấy chúng có thú vị không? Còn sở thích nào của thành viên nào của Akatsuki mà mình đã bỏ qua hay không? Hãy comment ý kiến của các bạn ở phía dưới phần bình luận để cho mình và mọi người cùng biết với nhé. Mình muốn quảng cáo một chút. Nếu bạn vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị về Naruto mà không biết chia sẻ với ai, thế thì hãy đến với làng chế ảnh Naruto của mình, nơi mà bạn có thể tự do chia sẻ những hình ảnh hay những sự thật mà bản thân vừa mới phát hiện ra trong phim, kể cả trong truyện, để chia sẻ cho mọi người và cùng nhau xem. Đồng thời, bạn cũng có thể xem những ảnh meme siêu bựa, siêu hài hước của cộng đồng và còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay nhấn vào đường dẫn ở phía dưới phần mô tả để trở thành một thành viên trong làng chế ảnh Naruto cùng bọn mình nhé. Và nếu cảm thấy video này hay và thú vị thì đừng quên để lại cho mình một like, một share để ủng hộ mình nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký cùng nút chuông thông báo nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với bàn chạy điện tử để không bỏ lỡ những video thú vị mà mình sẽ ra trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại.